Này bên em mới về được bơm nước gắn động cơ xăng 5.5 ngựa nha anh chị. 1 2 3 4 5 trong một thùng này nữa ha. Thì cái này là bằng inox, cái này bằng nhôm. Giá cả chênh lệch nhau 50 ngàn thôi. Nếu lấy anh chị lấy inox ok hơn. Thì mình sẽ lắp vào máy xăng 5 người rưỡi nha anh chị. Gắn vào cái trục đây, nước sẽ bơm lên đây, đường nước vàng hút nước đây đó. Cái đầu nhôm cũng tương tự như vậy anh chị, đầu nhôm thì 790 bao ship, 860 bao ship inox. Rồi cảm ơn anh chị ủng hộ ha. Chào hai anh em.